Dung cà phê siêu trái. Giống này hái xong rồi là cưa cây luôn nhé các bạn. Để chồi để nuôi tiếp sang năm bắt đầu ăn mới. Trái quá khủng không? Đây là cà phê đa thân không hãm đọt. Nuôi chồi ăn cao xong rồi lại cưa để chồi xong sau ăn tiếp. Lượng trái siêu khủng. Thank you.